Xin chào các bác các anh chị nhé. Chào mừng các bác các anh chị đã quay trở lại với video tiếp theo của cây giống lâm nghiệp nhé. Thì hôm nay em lại tiếp tục ra vườn để cập nhật tình hình cái cây giống gió bầu hay còn gọi là cây trầm hương ấy. Thì thời điểm vừa qua thì em cũng quay cũng khá là nhiều về cái cây giống gió bầu rồi, nhưng mà cái kích thước và cái size hiện tại thì nó đang cao và đẹp hơn đấy. Tại vì rất là nhiều các bác có yêu cầu bên em là cung cấp đi những cái cây mà nó cứng cáp và cái kích thước nó cao từ 30 phân trở lên, nó phải tầm 3-40 phân để cho các bác trồng nó thuận lợi hơn. Tại vì rất là nhiều bác trồng trên đồi trên rừng thì cây cỏ mọc rất là tốt, nên là cần yêu cầu những cái cây size kích thước nó cao đẹp một chút để cây không bị cỏ nó ướm mất đấy. Thì cái đợt đầu năm thì em quay cho các bác, ở cái đợt 2-3 tháng vừa rồi em quay cho các bác thì cây nó chỉ được khoảng tầm độ 20 thôi, nhưng mà hiện tại thì cây nó đang khá là đẹp này. Đấy, vụ của cuối năm các bác này, cây đang khá là đẹp. Kích thước nó sẽ rơi vào khoảng độ tầm 30 cho đến 40 cm, để em nhấc một cây ra cho các bác dễ quan sát hơn. Đấy, để em nhấc một cái cây đấy, trên tay em này là một cái cây gió bầu trầm hương này. Đấy, kích thước của nó hiện tại nó sẽ như cây này, nó sẽ được tầm khoảng 30 phân các bác nhé. Đây, nó sẽ được khoảng tầm hơn 30 phân, hơn 3 cm. Cái kích thước của nó là tính từ miệng bầu các bác nhé, tính từ bắt đầu từ miệng bầu này này, còn không tính từ cái phần bầu này các bác nhé. Đấy, thì cây nó sẽ cao được khoảng tầm từ 30 cho đến 40 cm. Đấy, bác nào mà đang muốn trồng những cái cây mà nó cao một chút như này để dễ trồng, dễ chăm sóc thì có thể liên hệ cho bên em. Đấy, dễ giết đảm bảo rồi các bác này. Đấy. Thì như các bác cũng đã biết rồi đấy, có một số bác thì cũng vẫn chưa biết về cây này đâu. Thì cái cây gió bầu hay còn gọi là trầm hương ấy là một cái cây mà nó có thể tạo ra trầm hương. Cái cây này thì nó cho hiệu quả kinh tế khá là tốt. Đấy, các bác cũng từng nghe qua về các sản phẩm làm từ trầm hương ấy. Nó cực kỳ là đắt đỏ các bác ạ. Thì trầm hương thì hầu như là được sử dụng trong đồ trang sức này, hay là làm hương trầm này, hay là các sản phẩm mỹ nghệ từ cái trầm hương ấy, nó đều có cái giá trị rất là lớn các bác nhé. Đấy. Đối với cây gió bầu này ấy, thì để mà có trầm hương được ấy, thì các bác cần lưu ý là khi cây đủ tuổi thì các bác lên tạo trầm, hoặc là tác động. Cách tạo trầm thì nó sẽ có nhiều cách, là tác động vật lý. Vật lý có nghĩa là các bác có thể đục thân để cho cái lượng dầu của nó tràn ra để lấp đầy cái vết thương ở trên cây ấy. Thì lúc đấy cây nó sẽ tiết ra cái dầu để bảo vệ cái vết thương ấy, cũng như phục hồi ấy. Thì nó sẽ tạo lên cái trầm hương cho cây. Đấy, hoặc là hiện nay có những cái phương pháp cấy trầm nó sẽ hiệu quả hơn, như sử dụng vi sinh, cấy vi sinh nha các bác ạ. Cấy vi sinh ấy thì nó sẽ cho các bác những cái trầm nó tốt hơn và lượng trầm nó sẽ nhiều hơn các bác nhé. Đấy, hiện tại thì bên em vẫn đang làm rất là nhiều cây giống trầm hương gió bầu này để phục vụ cho các bác trong năm trồng 2023-2024. Đấy, bác nào đang quan tâm đến cái cây giống gió bầu trầm hương này thì có thể liên hệ cho bên em nhé. Đấy, hiện tại thì bên em đang làm số lượng cực kỳ lớn, nó lên đến hàng
chục vạn cái cây giống gió bầu trầm hương nhé. Bác nào là đang cần số lượng lớn thì cứ liên hệ cho bên em sẽ hỗ trợ và tư vấn cho các bác và báo giá cho các bác một cái giá tốt nhất nhé. Còn video em xin tạm dừng tại đây, xin kính chào và hẹn gặp lại các bác ở những video sau.